da có phải là một cái việc quan trọng không? Ok, có rất là nhiều chị em hỏi Thúy Vinh là thanh lọc da có phải là một cái điều quan trọng không em? Thì thực tế nó là một cái điều rất là quan trọng luôn đó các chị em. Bởi vì sao? Bởi vì cái bước làm sạch thì nó chỉ là giúp cho các chị em nó làm sạch ở cái lớp gì? Ở cái lớp thượng bì thôi. Và gọi là đi sâu hơn một chút. Đi sâu hơn một chút xíu thôi chứ không có quá sâu nhé. Vậy thì rõ ràng là cái da của chúng ta hàng ngày tiếp xúc với lại rất là nhiều cái khói bụi nè, tạp chất, tạp khuẩn, đồng thời là cái môi trường không khí nó bị ô nhiễm rất là nhiều. Và mới đây thì trên đài báo còn đưa tin về cái hiện tượng bụi mịn đó. Vậy thì nếu như mà chị đã làm sạch bằng cái những cái sản phẩm làm sạch thông thường thì những cái độc tố làm sao được đào thải ra ngoài đúng không các chị em? Chính vì vậy là da của chúng ta cần phải có cái bước là thanh lọc da. Và cái vitamin C là một trong những cái bước mà thanh lọc da rất là hiệu quả luôn nha các chị em. Bởi vì với cái lại tác động là với lại cái thành phần là collagen thủy phân và vitamin C thì và tế bào gốc và tế bào gốc thực vật thì cái tinh chất amol này nó sẽ có thể là đi rất là sâu, nó đi sâu vào cái lớp đáy biểu bì luôn và nó sẽ là đào thải những cái độc tố, nó sẽ đẩy những cái độc tố ra ngoài và nó sẽ thay thế những cái tế bào hư tổn bằng những cái tế bào gốc có trong cái thành phần của vitamin C. Nên là các chị em có thể là chấp nhận là một lần là đi ra ngoài spa để mà di tinh chất 400-500 ngàn luôn. Mục đích cũng là để là cho cái làn da lấy lại được cái sức sống, đồng thời là đào thải độc tố từ sâu bên trong. Và vitamin C là có những cái tác dụng nó kỳ diệu giống như vậy. Và cái này thì đã được chứng minh, được cái khoa học của thế giới chứng minh rất là nhiều rồi. Và có nhiều chị thì bảo là bây giờ chị cũng muốn làm sạch sâu, chị cũng muốn là làm sạch sâu, chị cũng muốn là da của chị được thanh lọc và dưỡng sâu từ bên trong. Nhưng bây giờ chị không có thời gian để chị đến spa thì phải như thế nào? Thì đơn giản thôi, các chị em cứ đi ring em vitamin C này về, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Tính ra là một chai này là Thúy Vinh là phải dùng được từ 40 lần, 40 đến 50 lần luôn đó các chị em. Mà cái giá của nó thì chỉ có 400 mấy thôi. Vậy thì nó cũng chỉ bằng một lần chúng ta đi spa thôi. Mà đây là cái vitamin C, cái thế hệ mới thì cái khả năng thẩm thấu của vitamin C này rất là nhanh. Chỉ cần là các chị em là thực hiện các bước làm sạch đầy đủ ha. Làm sạch đầy đủ sau đó sử dụng vitamin C thôi thì cái làn da các chị em được thanh lọc nhé. Hẹn gặp lại các chị em trong những video tiếp theo.